thì thấy về thần kinh của em bé, sinh hiệu của em bé, rồi những cái tổn thương kia là những tổn thương phần mềm, không đến mức nghiêm trọng, mà mình cũng thấy em bé đó được về. Sự cố mà xảy ra mà ngoài khả năng của em bé đó, ngoài sức chống chọi của em bé thì thường nó hay sẽ bị hoảng loạn chứ, thì cái đó thì từ từ nó sẽ ổn. Sau một thời gian dùng thuốc thì nó sẽ ổn. Còn những cái dấu hiệu mà nghiêm trọng thì nó không có, thành thử ra mình mới cho người ta về. Rồi còn mấy cái hoảng loạn rồi đó, mấy cái ảnh hưởng tâm lý của mấy đứa nhỏ đó thì đó từ từ nó sẽ bớt. Nếu mà sinh hoạt hàng ngày của em bé nó gần với bình thường thì nó sẽ trở về bình thường đó. Còn nếu mà nó gần gũi những người lạ nữa thì nó lại là dễ bị hoảng loạn hơn, nó thần kinh nó sẽ không ổn định. Còn giờ nó về với nhà nó thì chắc chắn là nó sẽ ổn từ từ đó.